Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Lãng Tử Thần Ưng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Năm người tới nơi, hắc y phụ nhân đột ngột hiện thân. Dương Tử Hào bỗng quát lớn: "Kẻ nào?" Hắc y phụ nhân bình thân nói: "Viên thống lĩnh." Dương Tử Hào hơi khựng lại: "Ngươi là?" Hắc y phụ nhân dở khăn che mặt rồi lập tức che lại: "Ngươi coi ai đây?" Dương Tử Hào kinh hãi thối lùi một bước. "Thì ra là..." Hắc y phụ nhân giơ tay ngắt lời: "Im, không được tiết lộ." Viên Tử Hào cúi đầu dạ một tiếng rồi phất tay một cái, bốn tên võ sĩ thu ống đồng tháo lui. Lãng Tử Tam Lang kinh ngạc: "Bà ta là ai? Có gì đường đường là thống lĩnh võ sĩ của Thạch Gia Bảo lại cung kính với bà ta như vậy?" Đáng tiếc gã đứng về phía sau lưng của bà ta nên không nhìn thấy rõ diện mục. Hắc y phụ nhân bỗng giơ tay ngoắt: "Viên thống lĩnh, người qua đây, ta có điều cơ mật cần bàn." Viên Tử Hào dạ khẽ rồi bước lại gần. Hắc y phụ nhân ra vẻ sắp nói ra điều cơ mật, Viên Tử Hào lập tức cúi người lắng nghe. Song phương gần với nhau trong gang tấc, bỗng một tiếng hư nặng nề phát ra. Viên Tử Hào lảo đảo thối lùi mấy bước, mặt biến sắc. Hắc y phụ nhân liền nói: "Người đi chết đi." Viên Tử Hào bay bổng như một quả cầu đập vào thạch bia bất động. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, bốn tên võ sĩ không kịp ứng biến. Hắc y phụ nhân đã như một ánh chớp xớt tới, thanh niên thiếu nữ cũng xông ra. Tiếng kêu thảm vang lên, bốn tên võ sĩ đồng loạt nằm xuống. Lãng Tử Tam Lang dậm bước, gã hơi chần chừ nhưng rồi lại thôi. Hai kẻ bí mật này tại sao lại giết người? Vì một lý do gì đó mà phải giết người diệt khẩu, hay như hắc y phụ nhân đã nói là để tiêu diệt bớt nha trảo? Anh y thiếu nữ thở ra hỏi: "Xử lý thế nào đây?" "Cách cũ, nhanh lên, không được để lại bất kỳ dấu vết nào." Hai người ra tay lôi mấy tử thi ra sau hiện trường, đến một ngôi mộ cách đó không xa. Lãng Tử Tam Lang đã bắt đầu cảm thấy bấn loạn. Sự việc xảy ra hoàn toàn vượt qua sự dự liệu của gã. Gã không kịp ra tay ngăn trở. Hơn nữa dù có thời gian thì từ trong tiềm thức đã có một lực lượng ngăn cản gã ra tay cứu trợ. Bởi kẻ bị giết là tay sai đắc lực nhất của Thạch Gia Bảo, kẻ đã gây biết bao nhiêu món nợ trên giang hồ, hắn có chết cũng đáng tội rồi. Thoáng chốc hai người đã biến khỏi mộ trường. Lãng Tử Tam Lang ngồi im lặng quan sát một lúc lâu. Gã rất muốn biết cái mà hắc y phu nhân gọi là cách cũ ấy. Gã lần bước về bên kia ngôi mộ lớn. Chẳng thấy gì. Gã nhìn xung quanh mộ đất cũng không có một dấu vết đào xới. Vậy thì mấy tử thi đi đàng nào? Lãng Tử Tam Lang lòng rối như tơ. Gã vừa suy nghĩ lại vừa quan sát, cuối cùng gã cũng phát hiện ra dấu bị dập ngã, dấu vết đến trước ngôi mộ thì biến mất. Mộ bia đã ngã quá nửa chìm trong đất, thử vận công đẩy, không động đậy. Dịch tới phía trước một chút nữa, có một thạch bàn nằm khuất trong cỏ. Gã đưa chân đẩy một cái, di động được. Lãng Tử Tam Lang mừng rỡ bước tới, vận lực đẩy mạnh. Thạch bàn dịch ra một bên, bên dưới là một huyệt động tối om, thì ra mấy tử thi được ném xuống đó. Gã ngẩn người nhìn huyệt động như mất hồn, thật lâu sau thì gã ngồi xuống. Hai nhân vật thần bí này có khi nào ẩn thân dưới huyệt động này không? Hắc y phụ nhân nói cách cũ, rõ ràng
Đây không phải là lần đầu tiên họ hành động như vậy. Đã có không biết bao nhiêu người bị giết. Họ là những ai? Hai người nhằm vào Huyền Công Giải hay nhen nhóm ý đồ tiêu diệt Thạch Gia Bảo? Đằng sau hai người là nhân vật nào? Những câu hỏi này nếu không tìm ra lời giải đáp thì ngủ sao yên. Lãng tử Tam Lang thử nếm một hòn đá xuống huyệt động, chờ một lúc mới nghe tiếng động. Dây ra huyệt động này rất sâu, hơn nữa hòn đá rơi thẳng không thấy da vào chỗ nào khác, chứng tỏ nơi đây chỉ là một huyệt động xử lý tử thi chứ không phải là nơi trú ngụ. Vậy phải tìm hai người ở đâu? Gã đẩy thạch bàn trở về chỗ cũ. Gã đang bận tâm đến một vấn đề khác. Đường đường là thống lĩnh võ sĩ trong Thạch Gia Bảo cùng bốn tên thuộc hạ mất tích một cách ly kỳ. Việc này sẽ gây chấn động không nhỏ. Điềm báo liên tục báo hiệu ngày tàn của thiên hạ đệ nhất gia. Không trọng nhân đạo, ớt tổn thương đến thiên lý. Mà thương thiên lý thì sớm hay muộn cũng bị trừng phạt. Đạo lý này hầu như ai ai cũng hiểu. Hôm truyền dị đại điển trong Thạch Gia Bảo, Lãng tử Tam Lang tự xưng là người sáng lập ra thiên lý nhân đạo lưu. Không biết là gã thuận miệng nói bừa hay ẩn ý tứ sâu xa khác. Thạch Gia Bảo, tân gia chủ Thạch Gia Khánh đang hùng hổ đi lại ở trong đại sảnh. Trong chàng ta người ta có thể liên tưởng đến một con mãnh thú bị nhốt ở trong củi sắt đang tìm cách thoát ra ngoài. Chàng bất an là phải, chàng đã là gia bảo chủ thiên hạ đệ nhất gia. Từ khi chàng lên tiếp nhiệm chức vụ gia chủ, liên tiếp xảy ra những việc mà làm cho chàng cảm thấy phong vũ sắp sửa nổi lên đối với thiên hạ đệ nhất gia. Quả thần Viên Tứ Hào cùng bốn thanh thủ hạ biến mất một cách bí mật. Việc này không kém gì sấm sét ở trên đầu. Lão phụ thì trúng phong bất động, thành tử chàng chẳng còn ai để mà thỉnh thị ý kiến nữa. Nguyệt nữ cùng lão nhị Thạch Gia Quy tuy rằng sáng suốt, nhưng cũng chỉ để mà thương lượng đối sách, còn quyết định cuối cùng vẫn là việc của chàng. Nhất gia chi chủ không thể dựa dẫm vào ý kiến của kẻ khác. Thạch Gia Quy bước vào Thạch Gia Khánh, dừng lại và hỏi ngay: "Lão nhị, có chuyện gì?" Thạch Gia Quy bình thản: "Đại ca không quên đại sự của ngày hôm nay đó chứ?" Thạch Gia Khánh nhíu đôi mày rậm và nói: "Người muốn nói đến đại hội định kỳ của Minh Hội?" Thạch Gia Quy gật đầu: "Đúng vậy, còn một thời thần nữa là đến giờ khai mạc. Đề nghị chúng ta nên định trước để cho các phái sẽ phối hợp cùng với tình hình hiện tại như thế nào. Đừng để đến lúc ấy rồi mới..." Thạch Gia Quy nổi nóng: "Thạch Gia Bảo mà đi cầu viện, không sợ thiên hạ người ta cười chê hay sao?" Thạch Gia Quy hơi cau mày: "Đại ca, thông quyền đạt biến là cách hành động của kẻ trí. Từ khi phụ thân thoái vị, tình thế đại biến, bản bảo gặp phải những khó khăn trước nay chưa hề có, áp lực ngày càng tăng, bởi vậy không được nhất ý cô hành. Bây giờ mới đúng là lúc mượn trợ lực lượng ở bên ngoài đó." Thạch Gia Khánh hơi dịu bớt lại một chút rồi nói: "Thì theo ý ngươi cũng được. Nghi lễ tiếp rước ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" Thạch Gia Quy gật đầu: "Đây đã chuẩn bị xong tất cả rồi." Thạch Gia Khánh lại nhíu mày: "Hiện giờ vấn đề làm ta nhức đầu nhất là Viên thống lĩnh bỗng biến mất." Thạch Gia Quy hơi đăm chiêu: "Có hai giả thuyết, ngươi nói nghe thử. Thứ nhất, hiện thời ở Thái Nguyên, long xà hỗn tạp, cao thủ bốn phương tám hướng tụ tập về đây. Rất có khả năng Viên thống lĩnh đã lọt vào tay kẻ có mưu mô, coi như chặt mất đầu đám võ sĩ, mục đích làm suy yếu lực lượng bản bảo." Thạch Gia Khánh cắt ngang: "Với thần thủ của Viên thống lĩnh đâu có dễ dàng bị hại như vậy." Thạch Gia Quy có vẻ không tán đồng với lập luận của đại ca, y nói tiếp: "Vậy thì nói đến giả thiết thứ hai đi. Viên thống lĩnh đã..." Thạch Gia Khánh trợn mắt: "Làm gì có chuyện đó? Viên Tử Hào là thân tín của phụ thân, hơn nữa hắn cũng hết lòng vì bản bảo,
có khi nào lại đem lòng phản bội? Thạch Gia Huy cười nhẹ. Đại ca chớ quên câu, nhân tâm nan trắc. Một tên võ sĩ vội vã chạy vào khấu đầu hành lễ. Thạch Gia Khánh hỏi nhanh, chuyện gì? Bẩm đại bảo chủ, nhị bảo chủ, tam tài giáo cử người đưa thư. Thạch Gia Khánh tiếp thư rồi lên tiếng hỏi. Người đâu? Dạ, đưa thư xong rồi, hắn vội vã đi ngay. Được rồi, cho người lui. Tên võ sĩ dạ một tiếng rồi lui ra. Thạch Gia Huy như có điều gì đó không hay nên lên tiếng thúc giục. Đại ca xem thử trong thư nói gì. Thạch Gia Khánh giơ thư ra đọc, sắc mặt biến đổi liền liền. Hai tay của hắn rung lên bần bật, như muốn nói mà không thốt nên lời. Thạch Gia Huy sốt ruột nói, đại ca thế nào? Thạch Gia Khánh đưa thư qua rồi nghiêm giọng, người đọc đi. Thạch Gia Huy xem thư, sắc mặt của chàng cũng biến đổi, nhưng không khích động như Thạch Gia Khánh. Gấp thư lại trầm ngâm một lát rồi mới cất lời nói. Tam tài giáo chủ động quay mặt, phá quy minh ước. Lão còn hỏi thăm bệnh tình của phụ thân. Kể cũng lạ, việc phụ thân trúng phong là cực kỳ cơ mật. Tin tức làm sao truyền ra ngoài? Tam tài giáo đã biết, có nghĩa cả giang hồ đều biết. Xem ra, sóng gió đã sắp nổi lên rồi. Thạch Gia Khánh mỉm cười trợn mắt. Tam tài giáo muốn tự diệt vong, ta phải cho chúng biết lợi hại của Thạch gia. Lại tên võ sĩ lúc nãy chạy vào, bẩm bảo chủ, việc gì? Thanh Long Bang, Phi Hồ Bang cùng Vũ Thắng Môn đều có người đưa thư tới. Huynh đệ của Thạch gia bảo biến sắc. Thạch Gia Huy bước tới tiếp thư, tên võ sĩ lui ra. Thạch Gia Khánh tiếp thư xem qua, sắc mặt của chàng ta chuyển sang xanh rờn, trong khiếp đảm xé nát mấy phong thư rồi ném xuống đất. Thạch Gia Huy không cần xem cũng đoán được chính phận. Chàng bình tĩnh nói, bọn chúng cũng muốn giải trừ mình sao? Nét mặt của Thạch Gia Khánh lầm lì, gật đầu không đáp. Thạch Gia Huy cố giữ vẻ bình thường. Những gì đến đã đến, có điều không ở lại đến nhanh như vậy. Đại ca trong lúc này nén giận cũng bằng vô dụng thôi. Chúng ta hãy mau chóng chuẩn bị ứng biến. Thạch Gia Khánh nghiến răng kèn kẹt. Lão nhị, ngươi lập tức tập trung bao nhiêu nhân thủ, chính ngươi thống lãnh, tận diệt hết bọn chúng đi. Bất kể là ngươi dùng thủ đoạn gì. Tiếng của Nguyệt Nữ lúc này ngắt ngang lời nói của chàng. Đại lang, nhất gia chi chủ không thể hành động lỗ mãng như vậy được. Tiếp sau câu nói ấy, Nguyệt Nữ từ một phòng bước ra. Thạch Gia Huy nhìn chăm chăm vào nàng, thần sắc có chút biến đổi. Chàng kêu lên, đại tẩu. Thạch Gia Khánh nghiến rằng, Nguyệt Nữ, nàng đã nghe hết mọi chuyện rồi. Nguyệt Nữ trầm tĩnh gật đầu, đã nghe hết. Vậy nàng có ý kiến gì? Nguyệt Nữ trầm ngâm nói, căn cứ vào tình thế hiện thời, rõ ràng có người đứng trong bóng tối thao túng. Bởi vậy ta phải ẩn nhẫn, lấy bất biến ứng vạn biến, không được hành động một cách bừa bãi. Đầu tiên nên chọn những đệ tử lanh lợi, cải trang ra ngoài để thăm dò tình thế. Sau đó luận bàn đối sách với lực lượng hùng hậu của bản bảo không dễ bị hại. Nguyệt Nữ quả nhiên là có khí khái của người chỉ huy, lập luận sắc bén vững vàng. Thạch Gia Huy gật đầu, lời của đại tẩu thật hợp ý với của đệ. Đối với vị đại tẩu kiều diễm này, Thạch Gia Huy luôn luôn thận trọng, không bao giờ chàng có dị kiến. Lý do tại sao thì chỉ có một mình chàng biết. Quản sự Diêu Trường Minh vào báo, bảo chủ, chưởng môn nhân Quyền Võ Môn xin cầu kiến. Quyền Võ Môn chưởng môn nhân là Quyền Quyền lão nhân Dư Đại Trung, được giang hồ đồng đạo vinh xưng là Hảo Hảo tiên sinh. Lão tính tình ôn hòa, xử sự hợp tình hợp lẽ, bởi vậy các phái ai ai cũng kính trọng. Thạch Gia Huy nhíu mày, vì cớ gì mà lão đến giếng đột ngột như vậy? Nguyệt Nữ bình thản nói, chắc phải có việc trọng yếu. Thạch Gia Khánh nhìn ra, mời hắn vào đi.
Thạch Gia Khánh nói xong rồi liếc nhìn Nguyệt Nữ một cái. Dư Trường Minh cung thân lui ra. Không lâu sau bên ngoài có tiếng hô: "Dư môn chủ giá lâm!" Quyền Quyền lão nhân Dư Đại Trung sóng bước cạnh bên Dư Trường Minh. Đồng xuất hiện, dáng cao gầy, râu bạc buông dài trước ngực, trông lão ta dáng nho nhã. Cả ba người đồng bước ra ngoài tiếp nghênh. Sau mấy lời khách sáo, song phương phân chủ khách ngồi xuống. Thạch Gia Khánh mở lời: "Dư lão tiên sinh quang lâm tệ bảo, không biết có chuyện chi chỉ giáo?" Dư Đại Trung mỉm cười: "Chỉ giáo thì không dám, lão phu đường đột đến viếng, mong gia chủ lượng thứ." Thạch Gia Khánh cười lớn: "Không dám, không dám, dư lão tiên sinh khách sáo rồi." Dư Đại Trung trầm ngâm một lát rồi nói: "Hôm nay lão phu đặc biệt đến đây để cầu kiến lão bảo chủ." Ba người đưa mắt nhìn nhau một cái. Thạch Gia Khánh đỡ lời: "Lão tiên sinh có thể cho biết có việc gì quan trọng đến như vậy?" "Xin thứ cho lão phu vì mệnh, việc này hãy gặp mặt chánh lão bảo chủ mới nói được." Thạch Gia Khánh trầm ngâm một lúc rồi ấp úng nói: "Gia phụ..." Thạch Gia Huy tiếp lời: "Giảng bối xin cáo tội. Gia phụ từ khi thoái vị đã bế môn không tiếp khách bất kỳ ai. Bởi vậy..." Dư Đại Trung vuốt râu mỉm cười: "Đến cả lão hữu cũng không tiếp kiến sao?" Thạch Gia Huy hơi nghiêng người: "Sự thật như vậy, xin lão tiên sinh lượng thứ." Nguyệt Nữ lúc này tiếp lời nói: "Lão già xưa nay cố chấp, lão tiên sinh chắc cũng không lạ." Quyền Quyền lão nhân Dư Đại Trung trầm ngâm một chút rồi cáo từ: "Nếu vậy lão phù cáo từ." Thạch Gia Huy giơ tay ngăn lại: "Lão tiên sinh xin ngồi thêm một lát nữa. Đã đến tệ bảo thì việc trọng yếu liên hệ đến tệ bảo xin cứ nói ra. Gia phụ từ khi thoái vị, bảo vụ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều do gia huynh quyết định." Quyền Quyền lão nhân lắc đầu: "Tạm vậy, cứ coi như lão phu không có đến vậy." Ba người lại nhìn nhau. Thạch Gia Huy biết tính của đại huynh nóng nảy bộc trực, nói ra sợ lỡ lời nên chàng dành nói trước: "Gia phụ bình sinh bị đồng đạo hiểu lầm rất nhiều, bằng hữu không có mấy ai. Lão tiên sinh là một trong những thân hữu hiếm hoi của gia phụ. Đã mất công đến đây, sự tình chắc không phải là bình thường. Giảng bối cả gan xin lão tiên sinh chỉ giáo. Nếu sự thật không phải gia phụ tuyệt đoạn dơi, giảng bối sẽ cầu gia phụ phá lệ nghênh khách. Ý lão tiên sinh thế nào?" Quyền Quyền lão nhân do dự. Việc này, Thạch Gia Khánh đã tỏ vẻ không còn kiên nhẫn được nữa: "Xá đệ đã nói như vậy, lão tiên sinh cũng không nên quá cố chấp." Quyền Quyền lão nhân gật đầu: "Được rồi, lão phu sẽ nói, nhưng tam vị cũng phải trả lời cho trung thực." Thạch Gia Khánh nhanh nhẩu: "Đương nhiên, xin hỏi bên ngoài có tin đồn rằng Thạch bảo chủ bị trúng phong toàn thân bại liệt, việc này thực hư thế nào?" Thạch Gia Khánh không cần suy nghĩ đáp ngay: "Quả có việc này." Thạch Gia Huy cùng Nguyệt Nữ đồng châu mài: "Hiện thời tình trạng thế nào?" Thạch Gia Huy cướp lời: "Cử động có hơi bất tiện." Quyền Quyền lão nhân lắc đầu: "Thiên hữu bất trắc phong dân, nhân hữu gian tịch quả phúc. Thế sự quả thật là khó lường. Giờ thì lão phu nói ra sự thật. Có điều cũng xin nói trước là lão phu không có ý gì khác, chẳng qua muốn chứng thực tin đồn, đồng thời hứa sẽ bảo mật." Thạch Gia Khánh lúc này lên tiếng nói: "Xin lão tiên sinh cứ nói." Thần sắc của ba người đồng ngưng trọng. Quyền Quyền lão nhân ánh mắt như điện lên tiếng hỏi: "Về việc Quyền công giải thật hư thế nào?" Thạch Gia Khánh lắc đầu: "Không biết." Thạch Gia Huy vội vàng tiếp lời: "Lão tiên sinh, về việc này bọn giảng bối thật tình không biết, bởi gia phụ khi được hỏi tới lập tức nổi trận lôi đình." Giải thích thật là miễn cưỡng, bởi câu nói thẳng ruột của Thạch Gia Khánh làm chàng không còn cách đi đường nào được nữa. Đôi mày bạc của Quyền Quyền lão nhân nhăn lại, tự như đang suy nghĩ vấn đề gì đó khó khăn lắm.
Không khí càng lúc càng nặng nề. Thạch Gia Khánh không chịu nổi sự im lặng kéo dài, bèn lên tiếng. Lão tiên sinh đã mở đầu, sao mãi im lặng không chịu nói tiếp. Thạch Gia Khánh là người sốc nổi, hời hợt. Thật rõ chàng ta không hợp với cương vị gia chủ. Chàng tiếp trưởng chức vị chẳng qua là vì chàng là trưởng tử mà thôi. Quyền quyền lão nhân liếc nhìn ba người rồi chậm rãi. Tam vị có nghe Thạch lão bảo chủ nhắc đến lý do vì sao mà quý bảo được xưng là thiên hạ đệ nhất gia không? Ba người lại nhìn nhau lắc đầu. Quyền quyền lão nhân lắc đầu nói. Nếu đã vậy, lão phu cũng không tiện nhắc tới nữa. Thạch Gia Huy lộ rõ vẻ xúc động rồi nói. Xin lão tiên sinh nói qua để cho bọn giảng bối hiểu được. Nhị công tử lên tôn đã không nhắc đến việc này. Bên trong nhất định là có lý do. Lão phu đương nhiên không thể nhiều lời. Nếu muốn biết rõ tam vị cứ hỏi lên tôn thì rõ. Thạch Gia Khánh, lão tiên sinh. Hắn chỉ nói được có bấy nhiêu rồi nín lặng. Quyền quyền lão nhân lắc đầu. Lão phu không tiện nói. Thạch Gia Khánh, nếu vậy thì giảng bối sẽ nói thật. Gia phụ Trúng Phong Hàn nằm bất động ở trên giường, không nói năng gì được nữa cả. Bởi vậy xin lão tiên sinh chỉ thị cho. Quyền quyền lão nhân kinh hãi đứng phát dậy nói. Quả thật là có chuyện như vậy. Thạch Gia Khánh lớn tiếng. Không ai đi trù phụ thân của mình đâu. Quyền quyền lão nhân thở dài ngồi xuống. Nguyệt nữ dịu dàng nói. Lão tiên sinh, việc có liên quan đến quyền nguyên của Thạch Gia Bảo. Nếu không biết thì kẻ làm con làm sao mà an lòng. Như ông đã không thể nói, còn lão tiên sinh với lão nhân gia là bằng hữu chi giao. Lão tiên sinh không nói, bọn giảng bối còn biết hỏi ai đây? Quyền quyền lão nhân chần chờ trong giây lát rồi mới gật đầu. Vậy thì lão phu nói đây. Ba người ngân thần lắng nghe. Giọng của quyền quyền lão nhân đều đều. 40 năm về trước, Thạch Gia Bảo còn chưa có danh vọng gì trong giang hồ. Thạch lão bảo chủ đúng ra lão phu phải gọi là Thạch lão đệ. Thạch lão đệ hùng tâm vạn trượng, nhất tâm nhất ý, dương danh ở Trung Nguyên. Lúc bấy giờ võ lâm Trung Nguyên có hai đại cao thủ. Một người là võ lâm đệ nhất quái Sông Mộc Tiên Sinh, thiên hạ gọi là Lâm Lão Tà. Một người tự phong là giang hồ đệ nhất nhân Giang Thiên Xích. Võ công của hai người này đương thời không biết cao thâm đến đâu mà lường. Quyền quyền lão nhân nhấp một ngụm trà rồi kể tiếp. Thạch lão đệ một phần vì võ công khổ luyện, phần vì gặp kỳ duyên nên thành tựu cực cao. Mục đích của y là khiêu chiến giang hồ đệ nhất nhân và võ lâm đệ nhất quái. Đây quả là điều mà đương thời không ai dám nghĩ tới. Dừng lời lại một hồi, rồi như tưởng lại quá khứ, lão tiếp lời nói. Kết quả thì y thành công, nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn. Ba người nín thở chờ đợi. Thạch lão đệ khiêu chiến với võ lâm đệ nhất quái tại đỉnh Nhật Quang Phong thuộc Thái Sơn. Kịch đấu 3 ngày 3 đêm, thương tích thì khỏi nói, hầu như là toàn thể huyết dịch đã chảy gần hết ra ngoài. Sau cùng cả hai đồng ngã xuống, thiếu chút nữa thì lưỡng bại câu vong. Nhưng thạch lão đệ không biết nhờ vào khí lực ở đâu mà đứng dậy được trước. Như vậy thạch lão đệ đã thắng, mà thắng chỉ ở một điểm đó. Sao phải lưu dưỡng hơn cả năm trời mới hồi phục? Nguyệt nữ không ngăn được buộc miệng hỏi. Sau đó thế nào? Lâm lão quái lui khỏi giang hồ, từ đó không nghe nhắc đến lão nữa. Nguyệt nữ lúc này lắc đầu nói. Ý giảng bối muốn hỏi lão nhân gia khiêu chiến với người kia. Khiêu chiến với giang hồ đệ nhất nhân Giang Thiên Xích ở Thái Hồ. Thời gian giao đấu không dài, chỉ một ngày một đêm, nhưng trận đấu này còn thảm khốc hơn trận trước. Quyền cước, binh khí, ám khí đều dùng qua hết,
kết cục là Thạch lão đệ thắng nửa chiêu. Giang Thiên Trì cũng phải quy ẩn từ dạo đó. Nguyệt nữ nhíu mày. Tại sao việc chấn động võ lâm giang hồ như vậy mà không nghe truyền tụng trong giang hồ? Quyền Quyền lão nhân lắc đầu. Bởi hai trận đấu này không có kẻ thứ ba chứng kiến, mà Thạch lão đệ cũng giữ kín không nói ra. Chỉ có một lần sau khi hắn ta xài lũy túy, rồi Thạch lão đệ mới thố lộ cho lão phu nghe. Ba người đồng kích động kêu lên. Thạch Gia Huy lên tiếng hỏi. Việc này sao lại có liên quan đến danh xưng thiên hạ đệ nhất gia? Lý do rất đơn giản. Đệ nhất quái cũng là đệ nhất nhân, đều thọ bại, còn lại đương nhiên là đệ nhất gia rồi. Thạch Gia Huy hỏi tiếp. Lão tiên sinh kể chuyện này ra chắc có dụng ý gì khác chăng? Quyền Quyền lão nhân xác nhận. Có. Giang Thiên Xích đã tái xuất giang hồ, thậm chí lão ta đã có ở Thái Nguyên này. Cả ba người đồng biến sắc kêu lên một tiếng kinh hãi. Im lặng. Vì lâu sau Thạch Gia Huy lên tiếng. Giang Thiên Xích tái xuất giang hồ mục đích phải chăng tìm gia phủ? Đương nhiên rồi. Lúc nãy lão tiên sinh có nhắc đến Quyền Công Giải. Ánh mắt của Quyền Quyền lão nhân lóe tinh quang. Phải đâu. Chính là mục đích chính thức ấy, lão phù mới đến đây. Nếu lệnh tôn có Quyền Công Giải, thì sự xuất hiện của Giang Thiên Xích có hai mục đích. Một là để rửa cái nhục 40 năm về trước. Hai nữa là muốn đoạt Quyền Công Giải. Lão phù nghĩ lệnh tôn quả thật là có bản giải đó, thì chắc đã luyện thành võ công vô tuyền khoáng hậu rồi. Sự xuất hiện của Giang Thiên Xích không có gì đáng sợ. Bằng ngược lại, nếu lời đồn đãi là không đúng, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó. Lại được tin lệnh tôn đã... Nguyệt nữ ngập ngừng nói. Hay là... Thạch Gia Huy lên tiếng hỏi gấp. Hay là cái gì? Nguyệt nữ trầm tư. Lão nhân già trúng phong hay là bởi vì luyện quyền công mà bị tẩu quả nhập ma? Quyền Quyền lão nhân gật đầu tán đồng. Rất có khả năng. Thạch Gia Huy cười mơn gật đầu. Không ngờ đại tẩu nghĩ ra được điểm này. Kẻ làm đệ, thật là khâm phục vô cùng. Câu nói của chàng chỉ để lấy lòng Nguyệt nữ. Thật sự với cương vị của chàng nói ra câu này không được đúng phép cho lắm. Thạch Gia Khánh đề nghị. Sao ta không mời lão tiên sinh xem bệnh cho phụ thân? Nguyệt nữ phản đối tức thì. Không được. Công công lúc có nói dặn kỹ là ngoài nhị nương ra, không được ai vào trong đó. Xem ra công công như là có quẩn khúc gì đó. Thạch Gia Huy luôn ủng hộ Nguyệt nữ rồi nói. Đúng vậy đại ca, chúng ta không nên trái ý người. Thạch Gia Khánh đã dao động. Tại sao ta không nhớ phụ thân nói như vậy chứ? Thạch Gia Huy nói luôn. Thì mẫu thân nói như vậy. Thạch Gia Khánh im lặng. Chàng còn nói được gì nữa? Quyền Quyền lão nhân là người lão luyện giang hồ, nghe qua đã hiểu. Phàm nhân vật giang hồ ít nhiều đều có bí mật riêng của mình, không ai ngoại biệt. Lão chen lời vào. Như vậy bất tất phải tranh cãi làm gì nữa. Lão phu thì cũng chẳng dành y đạo, dù có xem thì cũng không biết gì hơn. Về nội công của lệnh tôn mà bị trúng phong, bên trong chắc có vấn đề. Lão phu chỉ có vài lời như vậy, thỉnh thoảng sẽ ghé lại thăm. Còn việc ứng phó với tình hình trước mắt thì nhị vị thương lượng để đối phó. Lão phu xin cáo từ. Dứt lời lão đứng dậy, Thạch Gia Huy cũng đứng dậy theo. Lão tiên sinh ngàn dặm đến đây, cũng nên lưu lại vài ngày để giảng bối tận tình địa chủ, đồng thời có vài điều muốn thỉnh giáo tiên sinh. Quyền Quyền lão nhân lắc đầu. Lão phu còn có việc cần, không tiện lưu lại. Gặp lệnh tôn thăm hỏi giùm lão phu mấy tiếng. Thạch Gia Huy miễn cưỡng nói. Nếu lão tiên sinh nói vậy, giảng bối không dám giữ lâu. Ba người đồng tiễn Quyền Quyền lão nhân ra cổng,
sau đó quay lại đại sảnh. Thạch Gia Khánh giọng không mấy vui. Lão nhị, cớ gì ngươi không muốn lão tiên sinh gặp mặt phụ thân vậy? Thạch Gia Quy câu mài: đại ca, hiện thời tình hình không phải bình thường, nhân tâm nan trắc. Nếu lỡ xảy ra việc gì ta phải làm sao? Hơn nữa phụ thân đang ở trong mật thất. Nguyệt nữ nói: nhị thúc, chỉ sợ cũng không có mấy tác dụng. Tại sao? Nguyệt nữ trầm ngâm: nếu công công không chịu cho biết ý kiến thì không ai miễn cưỡng được. Như việc của Quyền công giải, nhị nương đã hỏi đến hai lần mà công công không nháy mắt cũng không nhắm mắt, đó là bằng chứng rõ ràng nhất. Thạch Gia Quy kiên quyết: nhưng dù sao cũng phải thử. Thạch Gia Khánh góp lời: thôi thì thử cũng được, chờ lát nữa chúng ta sẽ thương lượng việc đối phó với tình thế trước mắt. Việc Giang Thiên Xích xuất hiện ở Thái Nguyên cũng nên nói cho phụ thân nghe. Dù người không còn cử động được cũng phải cho người biết cục diện đương thời. Nguyệt nữ gật đầu: vậy thì chúng ta đi. Trong mật thất, Võ Lâm Thiên Tuế, Thạch Trung Long nằm bất động ở trên giường. Nhị phu nhân Ngọc Phụng ngồi ở bên mép giường. Đương huynh đệ Thạch Gia cùng Nguyệt nữ đứng quanh giường, vẻ mặt ai nấy đều trầm trọng. Nhị phu nhân đã nói hết những lời cần nói, bây giờ đã bắt đầu hỏi: lão gia, chỉ có hai việc, nếu đúng thì ông hãy nháy mắt, không đúng thì nhắm mắt. Ông có nghe hiểu được lời của tôi hay không? Thạch Trung Long mắt mở trừng trừng, không nháy mà cũng không nhắm. Nhị phu nhân nhẫn nại: lão gia, ông không nghe nói hay sao? Thạch Trung Long vẫn trơ trơ không có một chút phản ứng nào. Cả bốn người đồng nhíu mày. Thạch Gia Khánh không ngăn được, liền lên tiếng: phụ thân, có phải Quyền công giải hiện đang ở trong bão này? Việc này có liên quan đến sự tồn vong của bản bảo, phụ thân hãy báo cho mọi người biết. Thạch Gia Quy cũng không còn trầm tĩnh được nữa: phụ thân, không nháy mắt được sao? Dường như Thạch Trung Long đã ngủ, có điều mắt của lão vẫn còn mở lớn. Thạch Gia Khánh nóng nảy: phụ thân, cuối cùng thì có hay không có? Nhị phu nhân cũng không còn giữ được bình tĩnh: lão gia, ông biểu lộ đi chứ. Nguyệt nữ dịu dàng: công công, phải chăng vấn đề này không nên hỏi tới? Thạch Trung Long nháy mắt. Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Không ai biết vì lý do gì mà không nên hỏi tới vấn đề này. Nhị phu nhân nói: lão gia, nếu đã không nên hỏi tới thì tôi không hỏi nữa. Còn một vấn đề nữa, việc ông trúng phong phải chăng do luyện công mà nên? Thạch Trung Long lại trơ trơ không nháy mà cũng không nhắm mắt. Thạch Gia Quy nói: phụ thân, hay là cũng không nên hỏi tới? Thạch Trung Long nháy mắt. Thạch Gia Khánh nóng nảy: lại cũng không nên hỏi. Nhưng mà tại sao lại không nên hỏi chứ? Nhị phu nhân khoát tay: thôi, các ngươi lui ra, để lão gia yên tĩnh một lát, vấn đề này ta sẽ từ từ làm rõ. Bà nháy mắt ra hiệu cho mọi người lui ra. Ba người đành phải lui ra. Vừa tới hậu viện thì đã thấy vị quản sự thẳng thốt chạy tới rồi báo cáo: gia chủ, không xong rồi. Thạch Gia Khánh trợn mắt nói: chuyện gì không xong? Thạch Gia Quy cùng Nguyệt Nữ cũng thất kinh. Vị quản sự vừa nói vừa rung: dự trưởng môn nhân đã ngộ hại. Thạch Gia Khánh gầm lên: cái gì? Dư lão tiên sinh đã bị sát hại rồi. Phải, lão bị giết ngay ở bên ngoài bảo đô. Thạch Gia Quy vốn là người trầm tĩnh, nhưng lúc này chàng cũng không khỏi kích động. Còn Nguyệt Nữ thì hoa dung thất sắc. Thạch Gia Khánh lại quát hỏi: còn thi thể? Thi thể còn ở hiện trường, mau tới đó xem. Bên ngoài Thạch Gia Bảo, trong một cánh rừng thưa cảnh quan lộ, nơi một vạt đất trống, hiện tụ tập khá đông người, toàn bộ đều là những người của Thạch Gia Bảo. Tổng quản sự Thu Triệu Niên cũng đã đến nơi.
Quyền Quyền lão nhân nằm cứng đờ ở trên thảm cỏ. Cấm lệnh xung quanh Thạch Gia Bảo trong phạm vi ba dặm không cho phép giết người đã không còn giá trị gì nữa. Thạch Gia huynh đệ Nguyệt Nữ cùng Diêu quản sự chạy tới. Bọn do sĩ tản ra. Thu tổng quản bước tới làm lễ. Thạch Gia Khánh hỏi mà giọng đã hơi run. Thu tổng quản, dù lão tiên sinh bị giết như thế nào, bọn đệ tử đi tuần tra thì phát hiện Dương trưởng môn đã là một cái tử thi rồi. Thạch Gia Khánh nói, nguyên nhân gây chết người. Thu Triệu Niên lắc đầu, toàn thân không có thương tích, không có dấu hiệu trúng độc, nguyên nhân còn chưa rõ ràng. Thạch Gia Huy bước lên quan sát, chàng lật qua lật lại tử thi. Thật lâu sau mới đứng lên nói, lão tiên sinh chết vì một thứ nội gia chưởng lực thượng thừa. Thạch Gia Khánh nói, có biết được lai lịch của môn gió công này không? Thạch Gia Huy lắc đầu, không biết được. Thứ chưởng lực này vô cùng bá đạo, không những chấn nát nội phủ, gãy cả xương sống. Xem ra lão tiên sinh chết dưới một chiêu công kích. Thạch Gia Khánh nhíu mày, chấn nát nội phủ thì phải thổ huyết ra chứ. Thạch Gia Huy ngắt lời, đó chính là điểm kinh người đó. Thạch Gia Khánh nói, trên giang hồ ai có thể làm được chuyện này? Nguyệt Nữ lên tiếng, đại lang, trước mắt ta nên mang di hài của Dư tiên sinh về bảo, đồng thời thông báo cho Quyền Võ Môn. Những việc khác từ từ sẽ bàn tiếp, sau đó rồi sẽ điều tra. Hung thủ giết người tất có mục đích chứ, thế nào cũng sẽ hành động bước kế tiếp. Theo ta không nên ở đây nhắm mắt đón mò, nhất định sẽ có dấu vết để truy tầm nguyên hung. Thạch Gia Khánh gật đầu hạ lệnh. Thu tổng quản, người phụ trách lo liệu việc này. Thu tổng quản cung kính, xin tuân lệnh. Trăng tròn mờ ảo, mộ trường cô tịch ánh sáng đom đóm lập lòe lạnh lẽo. Lãng tử Tam Lang ngồi bó gó ở trong một chiếc lương đình đổ nát giữa mộ trường, gái chờ thanh y thiếu nữ. Gái đã nhận lời nàng điều tra lai lịch của lãng tử Thập Tam, hình như đã có được tin tức nên gã đến tìm nàng để báo cáo. Chờ lâu mòn mỏi, gã đang thả hồn phiêu phưởng thì bỗng thấy thân hình bị nhấc bổng lên, giật mình tỉnh dậy. Gã mới hay bị người ta nắm dây lưng quần nhấc bổng ra khỏi mặt đất. Lãng tử Tam Lang cười mơn, cô nương không nên giỡn chơi kiểu này nha. Đáp lại gã một giọng nói già nua, ai là cô nương, ai giỡn chơi với người hả? Lãng tử Tam Lang kinh hãi, từ lúc hành tẩu giang hồ đây là lần đầu tiên gã kinh hãi. Hít một hơi dài trấn tĩnh, gã hỏi, ngươi là ai? Hãy nói cho ta biết trước ngươi là ai. Lãng tử Tam Lang hoàn toàn trấn tĩnh cười nhẹ, lãng tử Tam Lang nhân vật lẫy lừng nhất trong giang hồ hiện thời đó. Thằng tiểu tử, đầu óc ngươi có bình thường hay không vậy hả? Đương nhiên, mau thả ta ra. Đối phương cất giọng khề khà. Không được, ta còn chưa có hỏi xong mà. Ho khan mấy tiếng, lão tiếp lời. Tiểu tử, ngươi chạy vòng quanh mộ trường một lúc, rồi vào ở trong lương đình ngồi, chắc chắn đang mưu mô điều gì đây. Hơn nữa lúc ngươi hành tẩu ta thấy cũng có chút công phu đó. Giờ thì phải khai cho thiệt, ngươi đang định làm gì? Chờ người. Chờ ai? Lãng tử Tam Lang ngập ngừng một lúc rồi nói luôn, chờ một thiếu nữ đã hứa hôn với ta. Lão nhân phá lên cười như điên như dại. Hảo tiểu tử, bộ dạng như ngươi mà cũng có người dám hứa hôn với ngươi sao? Chắc là tìm một đứa cùng ngươi tháp tùng đi ăn xin. Lãng tử Tam Lang hừ lạnh. Già dịt, đừng có lấy mắt chó mà nhìn đại nhân. Nói cho người biết, Tam Lang ta có vàng bạc tiêu không hết, nữ nhân nào phúc lắm mới gặp được ta. Đừng nói chuyện cao lương mỹ vị gắm dốc lụa là. Lão nhân ngắt lời, tiểu tử, người nói hết chưa? À phải rồi. Lão già dịch, ngươi còn chưa báo danh hiệu ngươi là ai, nói mau. Tiểu tử, ngươi có đầu thai bốn kiếp cũng không đủ tư cách hỏi đến danh hiệu của lão già ta. Chà, lão tiểu tử, ngươi già quá rồi, xin lú lẫn à.
Bất thần lão co chân, đạp vào đầu gối của đối phương. Cái đạp không những đủ lực mà còn bất ngờ. Nhưng lãng tử tâm lan hầu như đạp vào một cái cột sắt, đối phương không chút dao động, chân của gã như bị tê tái. Hảo tiểu tử! Lão nhân vừa quát vừa ném mạnh lãng tử tam lan bị văng bắn ra xa ba trượng, va vào một chiếc bộ bia. Thân hình của lãng tử tam lan như là một trái bóng da, phình một tiếng. Hắn dội ngược trở lại, rồi nhẹ nhàng đáp xuống bên ngoài lương đình, mặt mày tỉnh khô. Gã mỉm cười đắc ý, có lẽ đây là tuyệt chiêu của gã. Chấn lực càng mạnh thì sức phản hồi càng lớn. Mặt đối mặt với đối phương giờ thì gã đã nhìn rõ. Đối phương là một lão nhân dong dỏng, thân hình khô như khúc củi, quần áo cũ nhèm, râu tóc trắng xóa rối bù. Luận về hình dáng, lão cũng chẳng khá hơn lãng tử tam lan là bao nhiêu. Đặc biệt là đôi mắt đục đờ đờ, trông lão hoàn toàn chẳng giống một người luyện võ. Nhưng lãng tử tam lan thì không cầm được, nồi việc lão một tài sách bổng gã lên. Rồi cái ném như trời giáng cũng đủ chứng minh công lực của lão siêu phàm. Lão đã luyện đến mức thần thái không biểu lộ ra ngoài. Lão nhân trầm giọng, hảo tiểu tử, ngươi coi vậy mà cũng chịu té giỏi dữ hả? Lãng tử tâm lan cười khinh. Chuyện đó là chuyện nhỏ thôi, môn này ta chơi hằng ngày đó. Mớ râu trắng của lão nhân khẽ lay động. Chơi hằng ngày? Phải. Lúc ta còn nhỏ đã bị lão lãng tử giỡn sách hỏng lên rồi ném xuống đất, ném lên đá. Mỗi ngày ít nhất là 2-3 lần, mười mấy năm nay lận. Lãng tử tam lan gãi gãi đầu, thật ra bị bao nhiêu lần ta cũng không nhớ rồi. Lão nhân hơi nhíu đôi lông mày bạc rồi nói, lão lãng tử là ai? Lãng tử tam lan nhướng đôi mắt. Lão tiểu tử, đầu óc của ngươi có còn bình thường không đó? Mới vừa nói với ngươi là lão lãng tử, ngươi còn hỏi là ai? Không lẽ có người khác mạo danh lão sao? Lão là sư phụ ngươi. Lãng tử tâm lan lại gãi đầu. Ngươi muốn nói như vậy ta cũng không phản đối. Tại sao phải là ta muốn nói, chứ không phải lão thật sự là sư phụ ngươi sao? À, thì lão dạy ta cách chơi trò nọ trò kia nên có thể coi là sư phụ. Nhưng xưa nay ta quen gọi lão là lão lãng tử. Vậy mới nói, người muốn nói lão là sư phụ của ta cũng được. Việc đơn giản như vậy mà cũng hỏi. Nhưng dù sao lão cũng phải có danh hiệu chứ. Lãng tử tam lan xua tài, không có, không có. Lão là lão lãng tử. À mà, đương nhiên người ta không phải như Tôn Ngộ Không, từ ở trong đá chui ra đâu nha. Đương nhiên là phải có tên, có họ, nhưng ta không biết. Kỳ thực danh tính chẳng qua là một thứ ký hiệu để phân biệt là người này chứ không phải là người kia. Mà đã là ký hiệu thì ký hiệu nào cũng vậy thôi. Vấn đề ở chỗ là ngươi biết lão không phải là người khác thì được rồi. Chẳng hạn ta gọi ngươi là lão tiểu tử thì lão tiểu tử chính là ngươi vậy. Lão nhân phá lên cười, giọng cười cực kỳ thỏa mãn, cực kỳ sảng khoái, tự như là đã bao nhiêu năm rồi, lão chưa từng được vui đến như vậy. Lãng tử tâm lan lúc nghiêng đầu qua bên trái, lúc nghiêng đầu qua bên phải, chốc chốc lại gật gù, chờ lão nhân ngưng cười, gã nghiêm giọng. Lão tiểu tử, giờ thì ngươi đi được rồi, đừng có làm lỡ đại sự của ta mà. Hả? Ngươi mà cũng có đại sự cần làm nữa sao? Ngưu lang chờ chức nữ không phải là đại sự hay sao? Lão tiểu tử, nói cho người biết, vị hôn thê của ta hay mắc cỡ lắm đó. Nàng không có dám gặp mặt người lạ. Ngươi không đi thì nàng không dám lộ diện đâu. Thành ra ta mất công chờ mà không có kết quả. Thôi đi đi, coi như ngươi làm cho ta một việc tốt vậy. Lão nhân lạnh lùng, tiểu tử, người chớ có khoác lác trước mặt lão gia nha. Nếu không nói rõ lai lịch ra thì ta cứ ở lại đây cho tới chết, ta cũng không chịu đi đâu hết. Lãng tử tâm lan dậm chân. Lão tiểu tử, thật không ngờ ngươi sống đến từng tuổi này mà còn chơi dại đến như vậy. Ta không bức ngươi nói ra lai lịch,
Vậy thì song phương không ai nợ ai, cứ coi như là hai ta chưa hề gặp nhau. Còn nếu nhất định phải khai lai lịch thì ngươi phải nói trước. Lãng tử Tam Lang này cũng biết kính lão Nhượng Hiền đó. Nhượng Hiền? Chứ không phải Tôn Hiền sao? Nhượng lão tiểu tử ngươi. Lão nhân cười lạnh. Tiểu tử, hình như ngươi chịu té rất là giỏi lắm đó. Đúng vậy, không những chịu té được mà còn chịu đánh được nữa. Lão nhân mỉm cười gật đầu. Hay lắm, ta nghĩ ra được một ý rồi. Lãng tử Tam Lang mừng ra mặt. Ý gì, hứng thú không? Lão nhân gật. Cực kỳ hứng thú, ta sẽ nắm chân của nhà ngươi dốc ngược lên trời, vọng đầu xuống đất, vọng xuống cái thạch bia kia cho tới khi nào toàn thân của ngươi biến thành một đống thịt vụn. Ngươi cảm thấy có hứng thú không? Lãng tử Tam Lang lắc đầu lia lịa. Không hứng thú, giỡn chơi như vậy thì chán quá đi. Lão nhân hừ lạnh. Tiểu tử, ngươi không chịu nói ra lai lịch thì dù chán cũng phải chơi cái trò với lão già. Lãng tử Tam Lang chống nạnh ở ngực. Lão tiểu tử, chân mọc ở trên người của ngươi cũng giống như chân mọc trên người của ta. Ta đã nói không chơi là không chơi, không ai có thể bức ta được, ngươi có hiểu không? Lão nhân gật đầu cười cười. Hiểu, nhưng ngươi làm cho lão gia coi thử đi. Soạt một tiếng, lãng tử Tam Lang như là một con thỏ rừng, không còn nhanh hơn thỏ rừng gấp nhiều lần, biến mất vào trong đám cỏ dại. Quay đầu lại nhìn, lão nhân đã không còn ở bên lưng đình nữa. Lãng tử Tam Lang lẩm bẩm. Lão đã chạy đi rồi. Bóng gã nghe giọng của lão nhân sau lưng. Chưa đi, lão gia ta còn ở đây nè. Lãng tử Tam Lang hầu như nghẹn thở, từ từ quay lại. Cách gã chừng 8 thước, ở trên một ngôi mộ nhỏ, lão nhân đã đứng đó từ bao giờ, đang tóe miệng cười với gã. Lần này thì lãng tử Tam Lang càng kinh hãi. Lão tiểu tử này quả nhiên là nhanh hơn gã. Lão là ma quỷ hay là người đấy? Tuy ở trong lòng gã kinh hoàng, nhưng ngoài mặt gã luôn giữ bộ mặt lãng tử bất tần đời. Gã gãi gãi gái rồi nói. Lão tiểu tử, ngươi coi vậy mà cũng nhanh quá ha. Đương nhiên không thể kém hơn tiểu tử ngươi rồi. Lãng tử Tam Lang cười lớn. Hay quá, từ khi ta bị lão lãng tử kia trục xuất lưu lạc giang hồ cho đến giờ, chưa gặp một đối thủ nào nhanh chân hơn ta. Phen này thì... Đôi mắt đục lờ đờ của lão nhân chợt lóe lên tia sáng. Ngươi đã bị đuổi đi. Lãng tử Tam Lang không lưu ý cho lắm, y gật đầu. Thiên hạ gọi là trục xuất khỏi sư môn. Tại sao? Lão tiểu tử đừng đánh trống lãng nữa. Lúc nãy ngươi vừa nói về nhanh không thể kém hơn ta. Vậy bây giờ thì chạy. Gã giơ tay chỉ đằng xa và tiếp. Ngươi có nhìn thấy ngôi mộ lớn ở đằng kia không? Hai ta bắt đầu từ đây, ai tới đó trước coi như thắng. Thắng thì được gì? Gã phá lên cười ha hả. Ngươi còn đổi thường, ta xưa nay không có thói quen là để tiền bạc ở trong người. Thôi thì ai thua sẽ phải nói ra lai lịch của mình. Ngươi thấy sao hả? Lão nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi ngước lên nói. Tiểu tử, ngươi không được giở trò quỷ với ta. Lãng tử Tam Lang nhăn mặt. Lão tiểu tử, nếu ngươi sợ ta thì không cần phải thi nữa. Thì chứ. Lãng tử Tam Lang gật gù. Đó, chính miệng của ngươi nói ra đó. Được rồi, ngươi phát lệnh đi. Lão nhân quát một tiếng. Chạy. Rồi thân hình của lão biến thành một vệt khói mờ sẹt đi. Lãng tử Tam Lang cũng phóng mình lên, nhưng gã đâm sầm vào một thạch bia rồi bắn ngược lại, dở khinh công chạy như bay. Một người chạy về hướng đông, nhưng một người lại chạy về hướng tây, tốc độ nhanh gấp đôi. Thoát cái thì lãng tử Tam Lang đã biến mất trong đám cỏ dại cùng mộ bia lố nhố. Lãng tử Tam Lang đang chạy bỗng nghe có tiếng gọi. Gã ứng tiếng dừng chân. Thanh y thiếu nữ vẫn với chiếc khăn bịt mặt đã đứng trước mặt của gã. Cô nương, phiền cô nương chờ lâu. Thanh y thiếu nữ mỉm cười.
Sao người lại hướng về phía này mà chạy? Tại hạ phát hiện ra cô nương từ lâu, ngặt gì lão tiểu tử đó dây chặt quá, cho nên lão là ai? Lãng tử Tâm Lan thở dài lắc đầu. À, không biết. Lúc này ngươi với lão làm gì? Lãng tử Tâm Lan lập tức trở lại, bộ mặt vẫn như cố hữu, lên tiếng nói. Thì chạy, ta gạt lão. Thanh y thiếu nữ trầm ngâm. Ta thấy lão không phải là nhân vật bình thường đâu. Thầy kệ lão, giờ thì ta bàn việc chính. Ta đã điều tra ra lai lịch của thập tam công tử. Thanh y nữ nhân giọng mừng rỡ. À, giỏi lắm, nói mau, lai lịch của hắn thế nào? Lãng tử bỗng ngừng rồi gãi đầu. À, cô nương không được quên lời hứa với ta. Việc gì? Lời giao ước hứa hôn với ta đó. Thanh y thiếu nữ dậm chân. Tam Lan, hiện giờ thì chưa thể nói đến việc hứa hôn được. Đây chỉ là bước đầu tiên trong quá trình thử thách. Lãng tử Tam Lan gãi đầu. Cô nương định thử thách bao nhiêu bước? Thanh y thiếu nữ nghiêm giọng. Cái đó thì chưa biết. Thử thách đến khi nào ta thấy đủ thì thôi. Lãng tử Tam Lan trợn mắt. Nếu người cứ không vừa ý, vừa ý rồi vẫn cứ nói không vừa ý, thì ta phải chờ đến già hay sao hả? Thanh y thiếu nữ lại bật cười khúc khích. Tam Lan, sao ngươi khờ vậy? Ngươi già rồi, không lẽ ta còn trẻ được hay sao? Nữ nhân sợ già lắm đó. Sợ già hơn nam nhân nhiều, ngươi hiểu chưa? Lãng tử Tam Lan lắc đầu. Ừ, nói nghe cũng có lý đó.